Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực thi công và thiết kế nhà biệt thự dân dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giám sát và khảo sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Tuấn có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Căn nhà của anh Tuấn là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại, tông màu chủ đạo là màu trắng, giúp cho công trình thêm trang nhã, thanh tao, lịch sự, gần gũi tươi mát hơn khi kết hợp với hệ mái lợp hiện đại, giúp cho tổng thể công trình thêm mới lạ và độc đáo hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cũng như cổng chính và hệ thống hàng rào giúp cho công trình thêm sang trọng và bắt mắt khi chúng tôi thiết kế hệ thống cổng chính là cổng sắt phun tĩnh điện, hai cột ở sảnh chính là cột vuông to khỏe khoắn. Hệ thống hàng rào chúng tôi xen giữa là hệ song sắt đảm bảo độ cao cũng như độ an toàn cho tổng thể toàn bộ công trình. Từ sân vào tiền sảnh, chúng tôi thiết kế căn nhà của anh Tuấn gồm có 3 bậc cấp. Được sử dụng đá kim sa đen cổ trắng giúp dễ vệ sinh, sạch sẽ, không bị bám bụi. Hai cột ở tiền sảnh, chúng tôi thiết kế là cột vuông, to, khỏe khoắn. Ở giữa, chúng tôi thiết kế ốp vạch thẻ tạo điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính. Cửa chính chúng tôi thiết kế là cửa gỗ khung pano kính, tạo độ bền theo thời gian, không bị cong vênh, mối mọt, cũng như là giá thành hợp lý và chịu được thời tiết khắc nghiệt của khí hậu cũng như là thời tiết của Việt Nam. Cửa sổ ở tầng 1 chúng tôi cũng thiết kế là cửa sổ giúp cho tạo điểm nhấn cho toàn bộ sảnh chính cũng như là tầng 1. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Tuấn cũng rất sang trọng và bắt mắt khi hệ thống cửa sổ chúng tôi thiết kế là cửa hệ nhôm kính tối màu giúp đảm bảo điều hòa được không khí, lấy được đầy đủ ánh sáng của tự nhiên cũng như là tuổi thọ cao và giảm chi phí trong quá trình xây dựng. Ở tầng 2 chúng tôi thiết kế hệ thống lan can kính cường lực giúp cho tầng 2 được đảm bảo an ninh an toàn, không phá vỡ cấu trúc giữa tầng 1 và tầng 2 và đảm bảo tầm view cho tổng thể toàn bộ ngôi nhà. Nhìn từ bên phải sang, căn nhà của anh Tuấn cũng rất là rực rỡ và lung linh. Khi ở trên xe đu mái và các cột nhà, chúng tôi trang trí thêm hệ thống đèn điện nhằm chiếu sáng. Cũng như là đằng bên phải nhà thì chúng tôi thiết kế thêm một hệ thống sảnh phụ để giúp đi lại thuận tiện cũng như nhu cầu sinh hoạt cho gia đình anh Tuấn thêm được thuận tiện hơn. Nhìn từ trên cao xuống, căn nhà của anh Tuấn tạo lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi bố trí thêm các bồn hoa cũng như là chậu cảnh để gia đình anh có thể trồng những cây hoa nhỏ cũng như là cây cảnh giúp cho không gian sống xanh và có không gian sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của Kiến trúc Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu nhà, từ nhà phố, nhà cấp 4, nhà vườn, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà tương lai của mình, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video thực tế quay lại quá trình thực tế xây dựng cũng như là thiết kế để các bạn có cái nhìn thực tế hơn về Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ số phát sóng nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh kênh YouTube thì chúng tôi cũng có một kênh website có tên miền là nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới tận vào miền Nam. Các bạn nếu có nhu cầu thiết kế nhà, hãy truy cập vào trang web nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube của công ty để lựa chọn cho mình những mẫu nhà thật là phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Các bạn thân mến, để làm nên một ngôi nhà đẹp thì đội ngũ Kiến trúc sư Tân Á đã luôn nỗ lực và cố gắng để thiết kế sao cho có một căn nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng của từng gia chủ khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Tân Á. Và đây là mặt bằng định vị khu đất của căn nhà anh Tuấn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Tuấn. Căn nhà của anh Tuấn là căn nhà 2 tầng, có phong cách hiện đại, được tọa lạc trên diện tích đất là 8,0 x 13,0 m². Tầng 1 chúng tôi thiết kế có các công năng như sau. Từ sảnh chính bước vào là phòng khách với diện tích 27 m². Ở đây chúng tôi bố trí một bộ bàn ghế sofa cũng như là kệ TV giúp gia đình anh có không gian sinh hoạt chung. Từ phòng khách di chuyển vào là phòng bếp và ăn. Phòng bếp có diện tích là 20,5 m², phòng ăn có diện tích là 10,3 m². Chúng tôi cũng thiết kế thêm một hệ thống cầu thang để giúp di chuyển thuận lợi giữa tầng 1 và tầng 2. Ở tầng 1 chúng tôi thiết kế một phòng ngủ có diện tích là 13,6 m² cũng như là khu vệ sinh khép kín có diện tích 2,6 m². Ở cuối nhà, chúng tôi thiết kế thêm một khu vệ sinh chung cũng như là một sân rửa. Khu vệ sinh chung có diện tích là 5 m² và khu sân rửa có diện tích là 7,2 m². Tiếp đến, di chuyển lên tầng 2, chúng tôi thiết kế có các công năng như sau. Chúng tôi thiết kế phòng thờ có diện tích 9 m². Ở đây, chúng tôi thiết kế rất là phù hợp với hướng phong thủy của gia đình anh Tuấn. Không quá bí, tránh ánh nắng trực tiếp chói vào, cũng như là tạo không gian thông thoáng cho không gian nơi đây. Một phòng sinh hoạt chung có diện tích 14,1 m².
giúp cho gia đình anh có không gian gần gũi nhau hơn, tạo không gian gia đình đầm ấm và hạnh phúc hơn. Ở tầng 2, chúng tôi thiết kế gồm hệ thống 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 16,6, 14m² và 12,4m². Ở cuối nhà, chúng tôi cũng thiết kế một khu vệ sinh chung có diện tích là 5m² và một sân phơi có diện tích là 7,2m². Xung quanh ngôi nhà, chúng tôi thiết kế có các hệ thống cửa sổ giúp cho gia đình anh điều hòa được không khí, có không gian sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Vừa rồi các bạn được tham khảo mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Tuấn có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho căn nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy nhấc máy lên và gọi qua số hotline 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Còn video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.